mà năm xưa tôi muốn có. Nhưng cũng chẳng ngờ tôi ở trong cung này có thể gặp được cô, gặp được Tri Âm. Thôi thì cũng xem như là một sự hoàn mỹ. Bẩm sứ công, Mã đại nhân đến. Hạ quan tham kiến sưởng công. Mã đại nhân không cần đa lễ, mời ngồi. Tạ sứ công. Ta biết Mã đại nhân mai sáng sẽ phải đến sân Tây Cứu Tế, cho nên Uôn Mổ chúc ngài mã đáo thành công trước, sớm ngài vào kinh phục mệnh. Thật ra tại hạ có được trọng trách này đều do sử công ra sức tiến cử trước mặt hoàng thượng. Hạ quan sẽ ghi nhớ trong lòng. Ghi nhớ trong lòng thì không cần thiết. Điều quan trọng nhất là quy tắc. Hạ quan hiểu rồi. Chỉ là sử công nói một nửa gạo, số lượng quá nhiều, hạ quan sợ khó mà ăn nói với hoàng thượng. Thật ra lần đến sân Tây đường xá xa xôi, địa hình nguy hiểm, trên đường vận chuyển gạo có thể một nửa đường xa bị rơi xuống núi, đó cũng là chuyện bình thường. Cho dù là ngài muốn bảo vệ cũng chỉ có thể bảo vệ được một nửa vật chất thôi. Cho nên cho dù hoàng thượng hỏi đến, chắc chắn cũng sẽ không làm khó nổi ngài rồi. Sự công anh minh. Sử công đều việc chi thần, ngay cả việc hạ quan gặp phải chuyện sạt đường lỡ núi cũng hiểu rõ như vậy. Vậy thì phải nhờ đến ngài đó, Mã đại nhân. Sử công yên tâm. Tháo xe ra. Dân. Dân. Mau. Mau lên. Mau. Mau lên nào. Mau lên. Nghe cho rõ. Đẩy xuống hết cho ta. Chúng ta đi. Dân.
Có người dạt thào lẫn lộn, dùng lương thực dùng để cung tế đổi thành cát, nửa đường đẩy hết xuống núi, xem ra là muốn báo tổn thất giả. Tối qua Mạc Phúc Long xuất phát từ sơn tây cứu tế là do người dân Ưng Trực ra sức tiến cử. Có thể thấy được chuyện nuốt gạo cứu tế, Ưng Trực này nhất định có tham gia vào. Đại thiên, bây giờ chứng cứ sạch sạch, chúng ta có thể kiện hắn trước mặt hoàng thượng. Mặt túi lượng giả có in dấu quan, chúng ta có thể kiện Mạc Phúc Long bỏ của túi riêng. Nhưng mà Ưng Trực lại chối sạch sành sanh, thì làm sao đây? Vậy phải làm thế nào? Trừ khi Mạc Phúc Long có thể đích thân đứng ra chỉ điểm Ưng Trực, hoàng thượng mới tin nổi. Tại hạ hiểu, tại hạ sẽ nhanh chóng đến sơn tây bắt Mã Phúc Long về gặp đại nhân. Đến lúc đó cứng mềm được sử dụng, không sợ hắn không dám nói ra. Nhưng Diên Phóng, con đường tây sơn xa xôi, để một mình ngươi bồn bà trốn hiểm huyền, bổn quan thật sự không yên tâm chút nào. Đại nhân có thể yên tâm, Diên Phóng một lòng một dạ, chỉ muốn làm chút việc cho dân cho nước, chinh phục bản thân sớm đã bỏ xuống rồi. Được, người đã quyết định, bổn quan cũng không khuyên ngăn. Thuốc quý giá như vậy là cho ai dùng? Châu Thái Hậu căn dặn nấu cho Bạch Thần Phi. Châu Thái Hậu này hình như rất thích Bạch Thần Phi. Không phải Thái Hậu thích mà là hoàng tử. Bạch Thần Phi này là ngoài dạng quý phi sa, thì là phi tử đầu tiên được hoàng thượng sắc lập làm phi tử. Đối với cổ đương nhiên đặc biệt hơn hai vị thần phi kia rồi. Còn thái hậu thì đương nhiên là muốn cổ ấy có thể duy trì long mạch cho hoàng thượng, cho nên cần dặn phải giúp cổ điều dưỡng tốt sức khỏe. Nếu như cổ thật sự có thể giúp hoàng thượng hạ sinh long tử thì cổ ấy càng được ân sủng. Sao vậy, ngươi ngưỡng mộ sao? Tiếp sau ngươi hãy nói rõ với Ngọc Hoàng đại đế, ngươi cũng đi làm nữ nhi đi, như vậy ngươi có cơ hội đó. Nữ nhi thì làm sao? Ngươi xem thôi, không phải cũng có người giống như chúng ta sao? Ngồi đó mà nấu thuốc. Ngươi đi thôi, đi thôi. Đột thái giáo, đừng để thất xảo này bị thế. Đúng là hoàng thượng khó sống biết à. Bách Hàm Hương, chuyện ta đến đưa thuốc cho ả, coi chừng ả bị giám thọ đó. Không biết có được giận mai chó gì mà hoàng thượng có thể thích như vậy chứ. Đúng là quá xa qua. Sao không nghĩ xem, bộ dạng năm xưa khi ngồi giặt đồ ở Cán Y Cục, sống ở trung điện hoàng qua như vậy, tiểu quỷ còn là thanh quan. Đang nói gì vậy? Ta... Tôi đem thuốc tới đây. To gan gặp được nương nương không hành lễ. Thập kiến nương nương, người đem thuốc qua đây, tại sao lại ngó ngang ngó vật ở điện của bổn cung? Tôi thấy ngoài cửa không có ai, cho nên vào đây xem thử. Người nên kêu người đến truyền lời, không nên lén là lén lút. Thập kiến nương nương, lúc nãy tôi đi đâu? Lúc nãy nô tài thấy trong điện có một cửa sổ chưa đóng, cho nên vào trong đóng cửa. Kêu ả xuống dưới đi. Nương nương, thất xảo, đồ đem tới. Cô nói nương nương làm sao mà yên tâm uống được đây? Đem về đi. Tí nữa đến người dược phòng lấy thứ giám ở đó. Sau này thuốc của nương nương không cần làm phiền cô. Cái thá gì chứ, không để ta đem thuốc hả? Vậy thì tốt chứ sao. Cô, đây là sổ sai phạm. Người có tên trong sổ nữa rồi. Lúc đưa thuốc trong thẩm cung của Bách Phi, ngó ngang ngó dọc, phụng khẩu dụ của Bách Phi. Sau này thuốc cho Bách Phi sử dụng thất xảo, không được đụng vào. Người xem đi, người ở trong cung có tiền đồ gì nữa chứ? Đó chứ. Cô phải biết Tiểu Sư Khoa và Bách Thần Phương, họ là một phe, họ được thế, làm sao ta thấy cho con được chứ? Chính là bởi vì vậy đó, người có quá nhiều kẻ địch, cho nên mới có kết cục của ngày hôm nay.
Nếu như trong cung, đừng nói các con, đến bây giờ cô ta còn không dám xem thường ai nữa hết. Cậu có thể là thuộc hạ của mình, ngày mai có thể là chủ tử. Sao lại khinh thường người ta hả? Không thích thì cũng phải cười mà đóng. Thật sự tức giận thì ghi nhớ trong lòng, tùy cơ mà hành động. Con làm cái gì vậy? Chỉ biết tức giận, tức giận ít gì. Nếu như cậu thật sự bản lĩnh thì làm một phi tử đi. Đến lúc đó đừng nói là xuân qua hạng vương, ngay cả người cô này cũng phải quỳ xuống móp đầu cho con đó. Ra ngoài đi, đừng gây phiền phức cho ta nữa. Được,